quý vị dù biết là mặt hàng vàng đang tạo nên cơn sốt trên thị trường thế nhưng quý vị cũng hãy cảnh giác không nên vì mong muốn đầu tư sinh lời nhanh chóng mà rơi vào bẫy lừa đảo khi được mời chào tham gia vào các ứng dụng các sàn giao dịch đầu tư tài chính online và trong đó thì có sàn vàng online quý vị cần phải biết rằng là không có bữa ăn nào là miễn phí và cũng không nên hy vọng tiền sẽ tự nhiên chạy vào túi của mình bất cứ khi nào gặp phải trường hợp như vậy câu hỏi đầu tiên mà quý vị nên đặt ra là phải chăng có điều gì bất thường phía sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy và có lẽ là khi đặt ra được những câu hỏi như vậy thì trường hợp giống như người phụ nữ mà cư dân mạng sẽ đề cập ngay sau đây sẽ không xảy ra Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn của một người dân về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online. Nạn nhân được các đối tượng gọi điện mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn mở app tài khoản cá nhân trên sàn IG để đặt lệnh mua bán vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao. Người phụ nữ này đã thực hiện các giao dịch đầu tư với tổng số tiền 20 tỷ đồng, nhưng khi rút tiền thì được thông báo không rút được phải liên hệ trợ lý của sàn, sau đó chị Tê tiếp tục chuyển trợ lý tổng số tiền 4 tỷ đồng để rút được tiền gốc nhưng đều không được, thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị Tê đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi như một lời cảnh báo với những phương thức lừa đảo tinh vi, núp bóng các ứng dụng đầu tư tài chính, người dân cần thực sự thận trọng và cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính thông qua mạng xã hội chiêu này có mới mẻ gì đâu sao vẫn có nạn nhân sập bẫy hàng chục tỷ như vậy sao có nhiều người ngây thơ vậy tiền ra ngân hàng nộp còn phải ký nhận đủ loại giấy tờ tiền tỷ chuyển khoản qua mạng không cần xác minh người nhận là ai cũng tin Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh, không cần bằng cấp, kinh nghiệm của bị hại, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn họ đầu tư tài chính tiền ảo để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Và giờ trong bối cảnh này, chúng lại đưa ra các lời mời gọi đầu tư sàn vàng online thật tinh vi. Cư dân mạng thể hiện sự lo ngại khi thời gian qua, cơ quan công an đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng sàn giao dịch đầu tư tài chính online. Thủ đoạn không mới nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy. Theo cư dân mạng, hiện các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục nghiên cứu để tích hợp và phát triển thành những phương thức thủ đoạn mới, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc nhận diện các phương thức lừa đảo. Bởi vậy, người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm, tìm hiểu các thông tin, theo dõi các cảnh báo từ cơ quan chức năng, không vì những lời mời chào hấp dẫn, lợi nhuận cao mà sập bẫy đối tượng lừa đảo. Tôi đã từng nhận được lời mời tham gia vào nhóm Zalo có tên gọi là Cơ hội đầu tư vàng đã đến. Sau khi tham gia, tôi thấy hội nhóm này có gần 1.000 thành viên, liên tục cập nhật những con số chốt lời khủng. Lợi nhuận được quảng cáo đem về đều như vắt tranh, dù giá lên hay xuống vẫn có thể kiếm lợi nhuận và kiếm tiền. Trong các nhóm Zalo mời đầu tư vàng, nhiều thành viên thường xuyên gửi tin nhắn cảm ơn trưởng nhóm và phó nhóm đã hướng dẫn đem lại cơ hội kiếm tiền với những hình ảnh về tỷ suất sinh lời khủng tất cả chỉ là lừa đảo để dẫn dụ người nhẹ dạ cả tin hãy tỉnh táo và cảnh giác với các quỹ đầu tư sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào cạm bẫy tài chính Cư dân mạng chia sẻ thông tin, khuyến cáo từ cơ quan chức năng, đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các trang mạng xã hội, không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Tôi liên tục nhận được những lời mời, lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online với tỷ suất sinh lời rất cao. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo đây đa phần là những chiêu thức lừa đảo. Người dân không làm theo hướng dẫn, dẫn dụ, mời chào của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram, không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định suy nghĩ của bạn như thế nào về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng sàn giao dịch đầu tư tài chính online hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân